Bây giờ nhà ăn hết luôn á. Kiểu như mình sẽ là những bạn tiếp. Em sẽ có một bạc không? Con học lớp bạn mỗi lần nhưng mà nó là người bắt cóc nha. Trời, nó không...
chửi là eo ơi, con đó là ai mà dơ bẩn dữ vậy? Eo ơi, đừng đừng. Yeah.
cách đối nhau.